Hà Nội Computer tiếp tục tuyển dụng nhân sự cho kênh YouTube channel của Hà Nội Computer. Và lần này thì chúng mình có tuyển dụng 3 vị trí, bao gồm có quay phim, xử lý hậu kỳ và MC. Và tất cả những vị trí này thì các bạn sẽ đều được làm việc tại studio của Hà Nội Computer ở số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký ở phần link dưới mô tả nhé. Ngay bây giờ thì hãy cùng với Nami đi tìm hiểu xem là các vị trí này chúng mình sẽ làm gì nhá. Đầu tiên là về vị trí MC. Với vị trí này thì các bạn cần phải có một sự hiểu biết tốt về máy tính. Bên cạnh đó là một giọng nói truyền cảm, hài hước. Rồi đặc biệt hơn hết đó là phải diễn thuyết cực kỳ tốt trước máy quay cũng như là tất cả mọi người. Rồi nếu như bạn nào có khả năng viết like một cách nhanh như chớp sau khi mà nhận được sản phẩm mới như thế này thì các bạn đó là một lợi thế cực kỳ lớn các bạn ơi. Rồi nếu như bạn nào có khả năng giao tiếp rồi đọc hiểu tiếng Anh ở mức cơ bản thì cực kỳ nhiều cơ hội rộng mở cho các bạn, bởi vì các bạn sẽ được công ty cử sang nước ngoài để có thể tham gia các cái show công nghệ lớn trên thế giới và truyền hình trực tiếp về với Việt Nam. Hơn nữa, ở vị trí này thì chúng mình có tuyển cả full time và part time. Thế nên nếu như các bạn nào đang là học sinh, sinh viên mà có hiểu biết cũng như là đam mê về công nghệ thì cũng đừng ngần ngại mà tham gia với chúng mình nhé. Hãy về đây, về nhà với Nam đi nào. Với vị trí thứ hai đó chính là quay phim. Và với vị trí này thì chúng mình chỉ tuyển dụng full time, giờ làm việc sẽ từ thứ 2 cho tới thứ 7 hàng tuần theo giờ hành chính. Với vị trí này thì chúng mình sẽ yêu cầu các bạn có 1 năm kinh nghiệm trở lên là ít nhất và kinh nghiệm sử dụng các loại máy quay khác nhau như là Sony, Panasonic, Canon và cao hơn thì có thể là Blackmagic. Với vị trí này chúng mình cũng cần yêu cầu thêm là các bạn sẽ có cái kinh nghiệm sử dụng các vật tư khác nhau trong studio như là slider hay là setup ánh sáng xung quanh như thế này. Và hơn hết, các bạn nào có những cái hiểu biết cơ bản về linh kiện máy tính thì đấy là một lợi thế cực kỳ lớn khi mà phỏng vấn. Các bạn hãy cần chờ gì nữa, đăng ký ngay thôi. Và vị trí thứ ba cũng chính là vị trí cuối cùng mà lần này chúng mình tuyển dụng, đó chính là xử lý hậu kỳ. Và đúng như cái tên gọi của nó thì các bạn sẽ xử lý tất cả các video sau khi mà nhận file từ quay phim. Với vị trí này thì chúng mình cũng có yêu cầu là 1 năm kinh nghiệm trở lên và các bạn cũng phải sử dụng thành thạo các phần mềm như là Adobe Premiere hay cao hơn là After Effects. Ngoài ra thì bên mình là quay video RAW, thế nên là các bạn cũng cần phải có kinh nghiệm xử lý các video dạng S-Log, V-Log hay là B-RAW. Rồi hơn hết thì các bạn nếu như có những cái hiểu biết cơ bản về linh kiện phần cứng máy tính thì đấy cũng sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn khi mà tham gia phỏng vấn nhé. Và mức lương của cả 3 vị trí này sẽ rơi vào từ 10 cho tới 15 triệu đồng theo đúng khả năng của các bạn, cũng như là các bạn có đạt đủ KPI không nhé. Rồi các chế độ thưởng khác như là thưởng tháng thứ 13, thưởng Tết, nghỉ lễ, nghỉ phép, vân vân và mây mây sẽ theo đúng chế độ của nhà nước đặt ra. Rồi các bạn còn chờ gì nữa, hãy đăng ký ngay ở link dưới phần mô tả để cùng về nhà với Nam đi nào. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào.